Xin kính chào các bạn vị, đây là chị LG G6 và FPS. Xem tiêu đề là biết rồi, giải thích làm gì nữa. G6 thì mới xách tay về thị trường Việt Nam chúng ta. Và bây giờ nếu mọi người thích, có thể đến trực tiếp cửa hàng của XT Mobile để trải nghiệm. Và Galaxy FPS bây giờ cũng đang được cung cấp ở đây với rất nhiều sự lựa chọn như máy Mỹ hoặc là máy Hàn. Và hôm nay mình sẽ so sánh với các bạn về hiệu năng. Có lẽ hiệu năng thì nhiều bạn cũng không thích xem nữa, nhưng mà thôi, các bạn bấm vào rồi thì xem nốt đi để còn tăng view. Thì quan trọng là hai con này đang có cấu hình tương đồng với nhau, bất chấp là G6 đã ra muộn hơn 1 năm. Nó vẫn dùng chip Tower 21 của năm 2016, 4GB RAM, màn hình 2K, chạy trên Android 7.0 và FPS hội tụ đầy đủ các yếu tố này. Có chăng bây giờ mình đang sử dụng là bản Exynos 8890 để so sánh. Hai máy đã khởi động lên và hoàn toàn không ứng dụng chạy ngầm. Và những bạn nào mà có chung chí hướng muốn xem cuộc đọ sức giữa những chiếc máy, nói chung chỉ để cho vui thôi, các bạn không quan tâm. Không phải đây là bài so sánh nhằm phục vụ cái mục đích hàng ngày của các bạn, vì phần lớn mọi người đều thấy là những bài test như này thì nó quá nặng nề. Nên thôi kệ đi, ông nào thích thì xem, tôi cũng thế. Thôi lỡ xem được anh xem nốt của em. Vâng, với nhân tự game đầu tiên thì khá nhẹ nhàng, sự chênh lệch giữa hai máy là không nhiều. Chúng ta sẽ đi đến với Advan 8. Đang chờ ra Advan 9 mà chưa thấy. Chắc là chờ Fast and Furious mới rồi nó ra luôn cùng. Quá đẹp. Và với tựa game này thì nhà sản xuất Samsung đã nhanh hơn. Tôi đến hạn 2 lần không hiểu tại sao con LG lại bắt download config, mặc dù lúc đấy là trước đấy mình đang test hoàn toàn bình thường. Test run 2 còn như chúng ta sẽ bỏ qua cái trò này. Chuyển cảnh của hai con khá là đồng đều nhau, nhưng mà FPS đã nhanh hơn. Chênh lệch ít phết. Nhìn chung là hai con nhanh, nó cũng xem nhau thôi. Đó. Các tựa game test vào đây thì cũng tương đồng. Và hôm nay để tăng thêm cái phần khó nhọc thì mình sẽ quyết định là test một tựa game online. Và chúng ta mở cả YouTube nữa. Tất cả những phần mềm mà yêu cầu kết nối internet thì bao giờ đa nhiệm nó cũng sẽ khó khăn hơn so với những game online. Về phần tốc độ không có gì phải bàn cãi nữa, là FPS đã chiến thắng trước cái chiếc LG G6. Và mình sẽ thử vào cái tựa game đó là Hoành Tảo 3D. Thì các bạn thấy là lần trước mình đã từng review trò này rồi, và hôm nay mình sẽ chơi online trò này xem nó như nào. Để xem mobile mà chơi online thì khiến cho cái chiếc điện thoại chúng ta nó có đa nhiệm kém đi không. Vào game. Đó, ta sẽ thực hiện nhiệm vụ trong game. Game này nó chơi auto nên mà mình chỉ cần mở game lên, sau đó bấm cho nhân vật nó đánh thôi, cũng không có làm gì khác nữa. Đồ họa thì khỏi phải bàn. Mình sẽ cho link tải của trò này ngay ở bên dưới cho các bạn có thể tải về mà chơi. Ok, như vậy mình đã mở xong toàn bộ các game ứng dụng để test. Thì các bạn thấy đây, bao gồm cả ứng dụng online như YouTube này, ở game Hoành Tảo Giang Hồ, đó là game online. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với những cái phần mềm và trò chơi offline đợt trước. Á đồ, FPS phải load lại tựa game Jetpack Joyride 1-0 cho LG G6. Advan Nitro 2-0 cho LG G6. Thấy chưa, LG G6 đang khá là giành được lợi thế. Với 3 tựa game ứng dụng nó không phải load lại cái nào. 3-1 rồi, Samsung đã gỡ lại kèo. 3-2. Khắm lọ thật. Samsung thì mấy cái đầu phải lốt lại, nhưng mấy cái sau thì ok. Rồi, tỷ số đang là 3-2, Hoành Tảo Giang Hồ xem nhá. Bam. Chả cái nào phải lốt lại. 3 đều rồi. Cái này của LG phải lốt lại nên nó bị trắng màn hình. Xem YouTube nào. À, nó vẫn chạy nền ở cái phần này, chứ nó không bắt chúng ta phải lốt lại từ đầu cái YouTube. Mình sẽ vào cái Geekbench. Ok, nó vẫn đang chạy nền được. Và cuối cùng là AnTuTu Benchmark. Hai con đều phải lốt lại AnTuTu Benchmark. Nói chung là ở phần này có lẽ là đa nhiệm hai con cũng xem nhau. Về phần chấm điểm, chúng ta có thể thấy được từ điểm ở đây là LG G6 có được tận gần 140.000, Samsung là gần 120.000. Sự chênh lệch ở đây thì sẽ xuất hiện ở một số cái, ví dụ như là điểm 3D thì khả năng chơi game của con chip Qualcomm Snapdragon thì gần như không gì bàn cãi, và nó sẽ nhỉnh hơn so với lại con chip Exynos 8890. Và lý giải tại sao mà Samsung lại load game ứng dụng nhanh điên cuồng như vậy là đơn giản là cái phần chấm điểm CPU thì Samsung luôn luôn mạnh hơn kể cả single core hay multi. Thay cái đó chuyển qua phần 3D thì lại là điểm mạnh của con chip Qualcomm là tận 6.500, còn của Samsung chỉ là 4.500 mà thôi. Tuy nhiên, nếu các bạn muốn có một chiếc máy cũng có Samsung mà chơi game tốt là Galaxy S7 hay FPS, các bạn có thể mua cái dòng của Mỹ thì sẽ sử dụng con chip cũng là Qualcomm Snapdragon. Và con chip này cũng đem lại hiệu năng rất tuyệt vời. Các bạn thấy là sự chênh lệch về điểm 3D của nó so với lại G6 là không hề kém cạnh. Và anh em có thể truy cập website của XT Mobile tham khảo giá bán chi tiết của chiếc G6 cũng như S7 FPS. Nhớ bình chọn ở góc màn hình siêu phẩm các bạn yêu thích. Còn mình thì cả hai con não được hiệu năng, bây giờ không còn phải cái là mình đắn đo nữa, chẳng còn thực hiện video để kiếm view cũng như các bạn xem thôi. Hẹn lại anh em trong một bài so sánh G6 với chiếc Galaxy S8 sớm nhất.